Hello, xin chào tất cả bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ tô màu con mèo này với mọi người nha. Con mèo này chưa vẽ xong, mình sẽ vẽ nốt cho nó và mình sẽ cùng mọi người tô màu cho con mèo này nha. Con mèo này nó khá là nhiều điểm cần phải vẽ nên là mình sẽ bắt đầu ngay vào luôn vì mình sợ không kịp. Hay 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 hay, mình sẽ tô luôn nha. Tươi. Bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn 15. Mình cùng điểm số với mình nhé. Mà khi mọi người đến sau thì mình cũng đã vẽ xong con mèo rồi. 16. Tám 19. 20. 21 22 23 24 25. Và thế là xong. Mình đã xong rồi. Đây sẽ là con mèo của mình. Và bây giờ mình sẽ cùng tô màu luôn. Đây là con cáo hay con mèo? Đây là con cáo hay con mèo? Đó. Đây con cáo hay con mèo? Con mèo à, con cáo. Đây là con cáo nên mình phải tô màu màu cam nha. Mình sẽ lấy màu da và tô vào những chỗ cần thiết nhé. Phần nào trước tay ta à, mình phải lấy màu hồng để tô vào tai với cả là mũi của con này. Mình sẽ lấy màu da mình vừa bóc ra xong. Bây giờ mình sẽ tô vào những điểm cần thiết nhé. Đó chính là đuôi. Đuôi miệng dưới. Và mấy cái bàn chân của nó nha. Trời đất ơi là trời đất ơi. Mình sẽ tô đến phần bên này nha. Và mình sẽ tô phần bụng dưới của nó luôn.
Mình đã vừa hoàn thành vẽ xong con cáo và vẽ mấy cái phần trên người nó. Giờ mình sẽ để lại người nó vẽ cuối cùng nha. Mình sẽ vẽ những họa tiết bên cạnh trước. Mình sẽ lấy màu đen để tô vào phần đá. Và tiếp đến mình sẽ lấy màu nâu để tô cho phần đất nha. Màu nâu này cũng cù nên là mình cũng phải bóc đi. Mình sẽ lấy màu nâu tô nha. Khi mà tô xong phần đất, mình sẽ tô đến phần bông hoa. Mình sẽ tô từ lá nha. Xong rồi đến nhị. Mỗi chơi game này nó quý. Sẽ tô hoa màu hồng. Và mình sẽ tua một bút đó, mình sẽ tua thân con này màu cam. Vì nhà không nói gì nhỉ. Mọi người, mình không tô nhà, mình không tô cái con cáo này đâu. Mình đã vừa tô xong thân cho nó, bây giờ đến mặt nha. Mèo có kho hàng với cáo nha. Thì hai đứa rất là giống nhau luôn.